Lên với nhà ơi, lên cây nhỏ nè. Giọt vô đi. Lấy cây mu luôn hay là cây kia ta? Hả? Lấy cây cao á. Cao hả? Phải không? Lấy cây nào? Lấy cây nào cũng được. Lấy cây nào? Lấy cây này là nào? Cây sao này? Ê vậy? Nó chạy chứ. Cây sao đó chứ không leo cây sao kia hả? Lấy cây sao này? Trời nó dướng. Dướng dây quá trời rồi. Ủa lên coi sao mà lại sao qua tới ta. Mua ông lép xẹp anh Điệp ơi. Có con lép xẹp. Lép hả? Lép. Lép lên nha. Không có đem một quẹt đâu. Chín vàng quá trời, chín vàng ta. Cái này nó nứt trời. Mình tôi ăn cho khán giả xem. Chưa tới mà. Quá trời chín vàng này. Chín vàng đâu dữ trời. Ui, tôi ăn nó no kìa. Đâu có nồi. Ui. Anh cầm cái khói ở trên này. Em quay cái. Đây tao ông ấy nè. Cái này trái nắng kìa. Lên được. Cái dạng chui mắt trời. Anh quay chưa? Ờ, chú dọn cái nè. Biết không? Ở này cứng ngày luôn, nở luôn ta. Cưng leo lên trên đi, để anh cầm một cái cây khối cho. Anh cầm một cái cây khối, anh cho ong nó ra cho. Cưng leo đường này nè. Đây, được cây khó cho anh. Đây, chuyện rớt nha, anh đừng cầm dây đứt vậy á. Ừ. Ôi trời, cái dây dữ trời. Cứ buộc chặt quá trời vậy. Không, giữ được rồi. Còn ổ nữa mà. À, còn ổ nữa hả? Ôi. Nè, lên vô cái. Ê, chết rồi, đứt rồi. Trời ơi, anh. Rút lại. Phủi này cái mới được. Ôi, bộ mặt ngon quá vậy. Anh kiếm dây coi. Anh cút đâu giữ gì nữa. Hả? Anh cút gì ra giữ gì. Trời trời. Kiếm con dây cái coi. Trời, hai con mà tôi biết bà lớn lắm trời. Họ kia ai lại sáng dữ cái gì. Hả? Ở kia nó bay thắng dữ gì. Nó bay ra nó đúng là trời. Anh coi cái gì vậy?
cây cắn cống hay gọi à. Ngọt hay cũng được. Đúng rồi. Đúng rồi. Quá quýnh mà. Anh ơi. Anh lên xích đây nè. Quá trời mày quýnh anh ơi, cái khối cho anh cái rồi. Trời ơi, trời dữ vậy. Trời quýnh anh dữ rồi. Khủng khiếp luôn, đi luôn rồi. Xuống cái cam không à? Hả? Xuống cái cam không? Anh cãi cãi. Để lấy cầm quẹt mặt lên cái được. Đắt hả? Đắt hả? Quá quýnh thả giặt cái gì trời. Dữ mặt trời. Quá trời mặt anh ơi, quay quýnh quá rồi. Ây da. Đắt khủng trời. Ây da. Mày quýnh cái này à. Sao rồi? Sao cái quẹt không cháy nữa? Xích vô. Sao quýnh dữ vậy? Sao quýnh cái càm á? Ây da, nóng vậy. Quýnh làm dữ rồi nè. Hả? Quýnh làm dữ. Nãy anh làm cháy cái đốt quá. Cháy cái đốt cái bụng lên cháy hình. Em nhảy xuống luôn á trời. Không, từ nghe. Rồi cho em lên trước. Quá trời cục mặt luôn cả nhà ơi. Cái gì phủ kìa. Hả? Đặt biết đi luôn rồi. Đó, im. Rồi, ok. Tiến hành cắt cả nhà ơi. Rồi, đi rồi. Đặt biết. Cục mặt có chia làm hai đó anh bạn. Được. Chia làm hai à. Hả? Mà chia làm hai. Ừ. Bự quá ha. Ha. Quá trời. Nè, con đảo qua bên kia đi. Một cào mà khó. Không rồi, khổ nó vô quá. Bây giờ nó đứng đầu con tay rồi. Ôi, mình nghĩ trời. Ổ kia nó bay quanh nước mình á. Ừ. Rồi, mình cắt đi. Rớt đi luôn cái này luôn, được lên cái nó mới được. Máng đâu. Hả? Anh Vĩnh, anh cầm ba lô đi, anh cắt cho. Để anh quay cái cảnh của cưng cắt. Hả? Hả? Anh quay cái cảnh cưng cắt. À anh quay điện thoại hả? Không, quay cảnh đưa máy ra đây anh quay cho cưng cắt. Ờ, quay máy em hả? Ừ, hiểu không? Giờ anh quay cái máy của anh. Anh đẹp, thấy hành quả anh quay cái được rồi. Đó. Hành quả nghe nha. Ba cục. 2 lít rưỡi khỏe. Phải không? Khỏe. Em thấy mệt rồi đó. Cục này là cái lít đây nè. Mệt ngon nha. Ủa, nó chảy uống đúng cái bọc. Trời. Đúng cái bọc. Đây nữa. À. Nói chung là nhiều lắm. Quá đã. Quá đã nha. Đã nhảy dây nè. Rồi nha ơi. Hồi nãy quay cái cây mụ đó nha. Ổ lớn á nha. Quay không có được cái nhà. Cái máy nó bị hư cái gì. Nãy anh coi máy coi video lại thì nó bị đứng rồi nha. Bị đứng máy nha. Quay không có được cái nhà.
Đó, anh quắc anh dẫn lại quay lại cái ổ này bù bù lại coi nha. Đó, ổ này của anh Dưỡng này nha, hút chia với anh Tài nha. Cái mặt nó cũng có u lắm đây nha, đóng ngay cái tay anh chỉ nè. Trời ơi, cây mà u nãy hai ổ ông rất là lớn luôn nha, nhà mà quay không có được tức ghê gì luôn nha. Bây giờ hút lại cái ổ ông này kìa, hy vọng là cái máy này quay được, cái nhà cái máy nó bị kỳ lắm. Máy nó tới thời nữa. Tới thì chứ, quay nãy đứng chân luôn mà. Cái máy này thời vừa pháp đâu. Coi nãy coi lại thì nó bị đứng cái vậy. Đứng máy nó kích chịch luôn à. Đó, bây giờ thấy nó cũng tạm tạm mà không biết lên nó có bị đứng không nữa. Rồi. Đấy, đi lại chiều nay tôi chúng đặc biệt tôi cho tiền mua ba gói mì với ba trứng vịt lạc cúng cái máy. Rồi, cái máy này khúc này nó tạm tạm nè. Khúc dưới đất thì nó tạm chứ khúc lên cây không biết sao đâu nha. Đây cái biểu kìa. Cái đinh lắc kìa. Cái chân đinh đó nghe. À đóng gì? Tôi chủ nhà đóng. Không đi ruộng này. Thôi trơn vậy. Thằng bé nó cởi. Đứng vậy nè. Nổi không? Đứng đứng đụi. Đứng đụi đi. Đứng chích cây bể mình lại. Rồi, đeo đứng đây. Gãy cắn. Dạ, để tôi đi. Ờ, kiến vàng quá trời nữa nè. Thôi giữ đi trời. Nếu còn giữ được thì giữ nha, đừng có nát nha, đứng lên. Ok. Ờ, quá trời kiến vàng. Hai dao nha. Thì kẹo quá ơi. Luôn, chết luôn. Con mặt chạy kèo. Ui da. Má trời con mặt chạy kèo nha. Chạy hết ổ luôn. Còn dưỡng sao đây? Da lỗ rồi quá. Mặt cái này. Đung mình mặt luôn. Ừ.
bên này nó hơi lép ha. Nó mềm sụm luôn đây, không có phóng qua luôn đó nha. Quá trời. Rất là cả nha. Hơi có chắc. Giá cái lỗ lên. Rồi cho mình coi. Biết cái nhà thấy không nha. Chưa lại nó ảo quá trời cái dạng cắn trời. Mặt khủng long bộ gác thu cái da nó cắn cái trứng nha. Ôi da nó cắn trứng cút. Ây da ầu. Cái kẹo nha. Ôi, cục này tầm 3 xíu mặt nha. Quá trời nặng. Đặt á. Quá trời dính. Cực này đi giữ này nè. Lấy cái giá lỗ là cho nó được. Phải có lòng quá nè. Con lỗ và lớn. Giá là cái. Vừa vừa đó nha. Cái giọng này nó hơi rớt nha. Quá quá của mặt cả nha. Người này hết biết luôn. Chim biến dạng cắn quá trận nha.
Trời, cái vàng nó đeo lên chân vậy nha. Kìa, cái vàng nó bò hết kìa. Không lạnh gì chứ. Ổ này cũng trường. Cái xì ngoài hoát cái nha. Ông nhỏ mà phì ghê quá. Cái này khô không đây. Ồ, cái vàng trời. Cái thang ông đi luôn rồi thẳng cái vô ui gãy nhánh này cái cây này của ông anh đó giữ nha giữ hết chia cái nha ui cái mặt trời ơi cái vàng má ơi dữ vậy gạo là sao đó nha quá khứ mà trời ơi cái dạng cắn vô chân rồi nha gì 8 kg mấy 40 mét phải không 4 bọc đó 8 kg vậy đó hả đâu anh cầm coi căng căng cầm một cái đi cho khán giả em, sẽ xem coi em mới căng rồi đó nhiều mấy căng rồi hả ừ. Nhiều 2 kg 9 em hả? Mới căng mẹ em chưa có cái à vậy đó hả 4 kg 4 kg 4 phải không ơi phải không sao lắc quá vậy ừ 4 kg 4 kg 4 kg rồi đi bên gần lại nha vậy đó hả 4 kg 4 làm gì vậy thấy rồi 4 kg 4 3 kg 5 4 kg luôn rồi 4 kg 1 rồi 8 kg 5 8 kg 5 mặt cả nhà ơi cho mấy bọc qua 8 kg 5 trời nặng dữ ha nặng ha à. Bật nước không rồi ngon quá cả nhà ơi quá trời đẹp luôn mặt nhảy đỏ cao luôn nè quay bắt được mấy ổ rồi nha còn anh em cắt hết trắng quá trời luôn này hút dìa hút mối không mới có à bây giờ đi mà vườn thì chỉ còn được một cái đẹp rồi đó. Chào nhà luôn chào cả nhà luôn nha nhà cả nhà ha chúc cả nhà xem clip vui vẻ rồi chúc ông bà cô dì chú bác anh chị em bằng xa nha xem clip của Liễu Khanh Vlog luôn luôn có sức khỏe dồi dào thành công nha thì bye bye và hẹn gặp lại rồi chào cả nhà luôn nha